Em quay rồi. Ồ, nè không chị, sang xin mình đúng không? Nói trong tầm giá này á là không có con nào địch nổi nó luôn, nói về ngoại hình cũng như cấu hình ha. Okay. Model mới. À, thấy chưa? Nãy không thấy được cái lấm cấm mà nhìn vô là okay. Nhìn vô mê liền đúng không? Đó, new siêu từ tay đập hộp có như em 16 9. Ryzen 5 thế hệ mới nhất 2024. À, cái màu này đẹp quá luôn. Dạ, ok, anh đợi em xíu nha. Giảm liền, phải có giảm chứ, có giảm mới vui chứ. Đây là gì? À, cái này là adapter sạc điện. Dạ. Đấu cái dây này nè. Không cần mét. Đấu cái dây xong rồi chị cắm vô điện, cái này cắm vô máy. Ok. Đây. Dòng HP NV 2024 nha mọi người. Mẫu máy cực kỳ là hot luôn, bestseller của Cường tháng rồi nè. Nó đẹp cỡ này nè, xoay gập 360 độ luôn. Em ơi, gập cho khách coi coi. Xoay gập 360 độ luôn, thấy chưa? Thế mà nó có 16 củ chính thôi, kiếm ở đâu ra một cái máy vô nguyên khối cực đẹp luôn. Em quay quay góc này. Em nói là đẹp 400% là có thiệt, mà mọi người không tin em thì chịu thôi, đúng không? Không tin bất lực ráng chịu à. Đó. New siêu ha. À, sạc adapter đầy đủ nè. Đó, mới sẽ hộp luôn. Và là chủ nhân của chiếc máy này. Rồi, em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn anh nha. Ủa, dạ, ok. Thứ hai có được giảm giá gì không? Được. Xong thứ hai. Giảm nhiêu? À, giảm 300. 300 ngàn hả? Dạ. Đúng rồi. Sao bấm không? Giảm 300. Dạ, bất kỳ. Anh đang nhắm những cái khác.